Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa tổng kết đợt 1 thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách và ô tô tải. Sau 10 ngày triển khai thực hiện, từ ngày 21 tháng 1 đến 30 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã phát hiện ngăn chặn xử lý 65 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy. Trong đợt ra quân tổng kiểm soát này, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương nằm trên tuyến quốc lộ 1A đã thành lập 59 điểm dừng kiểm soát phương tiện. Trong đó các tuyến cao tốc 11 điểm, tuyến quốc lộ 1A 48 điểm với 900 ca tuần tra. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã tổng kiểm tra gần 19.000 phương tiện và lập biên bản xử lý hơn 5.500 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 9.500 tỷ đồng. Ngoài 65 tài xế phát hiện sử dụng ma túy nhưng vẫn điều khiển xe, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn phát hiện xử lý 49 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 300 xe chở quá số người quy định. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, địa phương phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy nhất, bao gồm Lai Châu 14 trường hợp, Bình Phước 9 trường hợp, Thanh Hóa 5 trường hợp. Các tài xế vi phạm bị lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm. Cảnh sát Giao thông cả nước sẽ thực hiện đợt 2 tổng kiểm soát kể từ ngày 11 tháng 2 cho đến hết ngày 20 tháng 2.